Alo alo, chào mọi người, mình là Cóc đấy ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chăn Dắt Channel. Mình có một cái thông báo nói với bạn là mình vừa mới lập một cái group trên Facebook ha, để mà các bạn có chỗ để mà có thể thảo luận, trao đổi, chia sẻ những cái kinh nghiệm về những cái kiến thức, ví dụ như là đào chia hay là về DaVinci Resolve và những cái về chủ đề về công nghệ nữa ha. Đó, thì mình có một cái vừa mới tạo một cái group trên Facebook á, nó tên là đây Chăn Dắt Bang ha. Cái lịch sử, cái tên của cái nó, tại sao mình lại đặt tên này á, thì mình có làm một cái video nói về cái này ha, và cái video đó có nói về những cái tính năng mà group Facebook nó có hỗ trợ đó, nhiều tính năng khá là thú vị các bạn coi video đó các bạn sẽ biết ha. Rồi thì nội dung chính ngày hôm nay á, mình sẽ chia sẻ các bạn biết như thế nào là một cái pool tốt. Đó thì những cái điểm nào để mà đánh giá một cái pool tốt đó ha. Mình sẽ dùng hai cái pool mà mình đã trải nghiệm một thời gian rồi á, mình có những cái trải nghiệm tương đối về nó, mình sẽ dùng hai cái pool đó để mà mình đánh giá ha. Đó là cái core pool và cái HPool đó. Rồi để không phí thời gian nữa thì intro ở đây ha. Rồi về cá nhân mình nha, thì mình nghĩ á, là một cái pool tốt nó sẽ có 6 cái điểm để mà mình đánh giá đó là một cái pool tốt hay không. Đó thì điểm thứ nhất á, tức là cái lợi nhuận là phải tốt và phải ổn định ha. Đó, cái thứ hai là thông tin phải đầy đủ minh bạch, còn cái thứ ba là nó phải an toàn cho những người tham gia, cái thứ tư là giao diện nó phải trực quan, dễ dàng sử dụng ha. Cái thứ năm là cái đội ngũ mà support á phải nhiệt tình và nó sẵn sàng, cái đội support sẵn sàng hỗ trợ người dùng khi mà gặp vấn đề ha. Và cái thứ sáu là nó phải chống được những cái lỗi, ví dụ như là fake block này hay là double farming này. Đó. Rồi, đó là 6 điểm ha. Bây giờ mình sẽ đi vào từng cái điểm cụ thể và mình sẽ demo nó trên hai cái pool mà mình đã có thời gian trải nghiệm nó khá là lâu rồi ha. Đó là core pool và HPool ha. Rồi đi vào nội dung chính ha. Đây là cái web của HPool nè, còn đây là của core pool ha. Thì vào cái điểm thứ nhất này là lợi nhuận ha, thì tất nhiên là anh em nào tham gia pool á thì cái anh em mong muốn nhất nó là phải có lợi nhuận, tiền về đều ha. Đó thì lợi nhuận tính sao? Đây nghĩa là ví dụ như là cái pool nào á nó cam kết, ví dụ như là cái phí tham gia pool nó là ăn, ví dụ như là thằng core pool này chẳng hạn, ví dụ nó nói là phí tham gia 1% hay là 2% gì đó, thì cái tiền mà tới một cái lúc mà cái số chia đó nó về pool nó đều á, thì cái tiền bạn nhận được á nó phải gần sát với con số đó nhất ha. Ví dụ như là bạn lên cái trang chia calculator chẳng hạn, bạn tính ví dụ bạn được 1.000 plot đó, thì bạn ra số tiền đâu rồi, thôi trang kia đi, chia can đây, trang này đi. Rồi ví dụ nha, bạn được 1.000 plot đi, thì nó ước tính á, là một ngày bạn được 0,036 XCH ha. Thì nếu mà bạn tham gia những cái pool đó mà một ngày bạn được khoảng 80-90% đây là ngon rồi ha. Đó thì ví dụ như là bạn được 80-90% của căn số này nè, thì được tầm khoảng 0.03 đó, 0.29 hay là 0.3 0.03 gì đó. Đó thì tức là cái pool đó lợi nhuận ngon lành ha, và nó tiền về ổn định cho bạn. Đó thì ứng với hai cái pool này thì sao? Về HPool á, sau cái thời gian mà mình thử mình chạy trên HPool với lại core pool á, thì mình thấy là cả hai cái pool này ha, nó đều không có đạt được cái lợi nhuận như cam kết ha. khác pool thì nó nói là nó không có tính phí nè, không có tính phí pool. Còn có pool á thì nó nói tính khoảng là 1 hay là 2% gì đó. Nhưng mà sau cái thời gian mà mình mấy tuần á mình tham gia hai cái này á, mình thấy là nó không có được cái mức đó bạn. Cái core pool á, cái HPool đi, HPool là mình ước chừng là mình chỉ được khoảng 67% thôi so với cái số mà mình tính được trên đây nè, so với cái số này nè đó. Còn core pool thậm chí nó còn thấp hơn chút xíu nữa. Tại sao nó lại ra những cái lỗi đó? Thì mình đã từng có một cái bài, một cái video về cái chuyện mà tại sao cái thằng core pool á nó được, cái lợi nhuận nước kia á nó được ít hơn cái số mà mình mong muốn. Cái lý do mình nghĩ á, lý do mà do ảnh hưởng lợi nhuận á, tức là người ta dùng fake plot các bạn, người ta ăn gian. Có những người người ta tham gia pool á, người ta ăn gian, người ta tạo những cái plot giả, hoặc là người ta là cái plot người ta là cái size là K332 đi, mà người ta fake sau đó thành K33 thì người ta được điểm nhiều hơn đó. Hoặc là người ta có một plot mà người ta tạo ra những cái plot giả đó thì người ta tăng cái số plot người ta tham gia pool á đó, thì ảnh hưởng tới cái việc những người khác người ta bị giảm lợi nhuận, thấy không? Mà trong khi đó những cái chia mà trúng thưởng á thì nó vẫn nhiêu đó, thấy không? Đó, những cái plot giả thì không được trúng thưởng, nhưng mà những người ăn gian người ta vẫn được nhiều tiền hơn đó, thì nó ảnh hưởng đó. Thì hiện tại hai cái pool này chưa giải quyết được vấn đề này, nên cái vấn đề lợi nhuận á, lợi nhuận ổn định á, lợi nhuận tốt á, thì mình nghĩ là hai cái pool này hiện tại chưa đáp ứng được ha. Đó, rồi tới cái thứ hai là thông tin đầy đủ và minh bạch giữa core pool và HPool á. Thì mình nghĩ là thằng core pool này nè, nó có những nó khá là minh bạch các bạn nè. Ví dụ như là nó trên cái Discord nó ha, đây nó có những cái thông báo cụ thể luôn đó, tình hình cập nhật sao, ví sao, tình hình ví nè đó, đâu rồi, đây đâu nè, block file này đó. Ví nó public cái thông tin ví của nó, mỗi ngày được trúng thưởng bao nhiêu plot, thấy không? Đó thì trên này nó cũng có công bố luôn, trên chỗ dashboard đó nè đó, đây tức là nó công bố này, từ thời điểm mà trả thưởng tới giờ là nó trúng được 65 plot để bạn, tức là 130 XCH ha. Đó, nó công bố ở đây luôn. Còn trên thằng HPool thì mình không thấy nó công bố đâu hết ha, hoặc là mình không biết chỗ nó công bố đó, bạn nào biết thì chỉ mình ha. Thì nói chung về cái chuyện mà minh bạch á, thì thằng HPool này nè, thằng core pool nhớ, quên, thằng core pool mình thấy nó đạt điểm minh bạch, thông tin đầy đủ minh bạch. Nó có một vài cái mà họ chưa làm á, tức là họ chưa có làm xong cái để mà coi cái dòng tiền, những cái transaction của bạn á. Ví dụ như là ngày đó bạn rút về ví bao nhiêu tiền á, những cái transaction history á nó chưa làm ha, thời điểm này nó chưa làm. Nói chung là cái về cái ý là thông tin đầy đủ minh bạch thì thằng core pool này ok ha, ok hơn thằng HPool rất là nhiều. Rồi qua cái luận điểm thứ ba là về an toàn cho thành viên. An toàn cho thành viên nghĩa là sao? Về cái an toàn cho thành viên á, nghĩa là cái thằng HPool này nè, lúc mà bạn tham gia bạn phải cung cấp cho nó cái chuỗi mà 24 key á ha, nó cái chuỗi mà 24 chữ á đó, bạn mới cung cấp cho này. Còn thằng core pool thì bạn không phải cung cấp thì mặt lý thuyết là thằng này nó core pool an toàn chút xíu, nhưng mà thật ra thì cái thằng này cái tool của nó mã nguồn đóng ha, mã nguồn đóng thì bạn không biết là đằng sau đó họ chạy cái gì đó. Trong qua thời gian mình trải nghiệm á thì thấy nói chung là chưa gặp sự cố gì mà nói chung là nó lấy tiền mình hay là gì đó, chưa gặp sự cố đó ha. Nhưng mà đằng sau đó nó làm cái gì á thì mình không biết được. Tất nhiên là cái này là chén cơm của họ, họ cũng không có làm điều gì điên khùng mà ảnh hưởng tới chén cơm của họ ha. Nhưng mà cái việc mà mình đưa cái key, đưa cái private key của mình á cho người ta là một cái điều mà mình không thích ha. Thì cái mà chuyện an toàn á thì mình không thích thằng HPool cho lắm. Thằng core pool mặc dù nó là mã nguồn đóng cái tool của nó, nhưng mà nó cũng cảm giác là an toàn, minh bạch hơn cái thằng HPool đó. Rồi về cái giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng á, cái thứ tư á ha. Thì mình thấy là cái tool của cái thằng này nè, cái tool của cái thằng mà Pool này nè, nó rất là đơn giản đó các bạn ha. Đào cái tool nó về, cài những gói đi kèm như là Python hay đó chẳng hạn, hay là Visual C á đó, cài những gói đi kèm nó xong bật lên điền cái token thôi rồi bấm start là nó chạy, làm rất là đơn giản luôn ha. Còn cái thằng HPool này nè, cái thao tác mà đăng ký rồi buy rồi đủ thứ hết, nó rất rối ha. Thì về cái phía mà giao diện đơn giản trực quan dễ sử dụng, thằng Pool này ăn đứt cái thằng HPool ha. Đó, về nói chung là ý kiến cá nhân của mình là vậy ha. Rồi về cái thứ 5 là dịch vụ support có nhiệt tình hay không đó. Lại một lần nữa cái thằng mà Pool này nè, nó lại ăn đứt cái thằng HPool các bạn. Thằng HPool nói chung là nếu mà gặp sự cố vậy á, bạn phải vô WeChat bạn gửi, hoặc là bạn gửi mail với nó ha. Nói chung rất là phức tạp mà người ta cũng trả lời không có nhanh nữa. Còn thằng Pool nó có cái Discord của nó đây, và nó nói chung là nó support khá là ổn, mình cảm thấy khá là hài lòng với cách mà nó quản lý trên cái Discord này nè. Đó, mọi thứ thông tin minh bạch dễ coi đó, nó chia ra những cái group này thấy không, rất là trực quan luôn đó. Và những cái thắc mắc, những cái góp ý của người tham gia của member đó, họ support rất là ổn, mình thấy đánh giá cao cái thằng Pool này về khoản support. Rồi tới cái ý thứ 6, tức là chống được những cái lỗi như là fake plot hay là double farming á, những cái lỗi đó ảnh hưởng tới cái tính công bằng ha. Thì hiện tại là theo mình thấy là cái thằng HPool với thằng Pool á, nó vẫn chưa có giải quyết triệt để được cái vấn đề này ha. Và nó ảnh hưởng tới cái chuyện là lợi nhuận của người tham gia đó. Thì nói chung là bản chất của những cái private pool này nè, những cái pool mà không có dựa theo cái pool protocol của Chia thì nó có nhiều điểm yếu ha, để mà người khác khai thác đó. Thì khi mà sắp tới á, hiện tại về cái pool protocol á, thì mình thấy là trên Twitter của ông CEO của Chia, ông nói là cái quá trình test đang đi đến những giai đoạn gần xong này ha. Mình nghĩ là trong tuần tới mình nghĩ là cái pool protocol nó sẽ ra đó. Pool protocol nó sẽ ra thì nó giải quyết được những cái vấn đề, ví dụ như là chống được những lỗi như là fake block, là double farming ha đó. Rồi thì lúc đó những cái team phát triển về pool á, những cái team dev pool á, họ sẽ dựa vào cái pool protocol đó, họ sẽ xây dựng cái pool dựa vào nói chung là dựa vào cái giao thức đó ha. Thì nó sẽ an toàn và nó chống được những cái lỗi mà những cái private pool này ha. Đó thì sau đó đó thì lúc đó thì bạn cũng dựa vào 6 cái điểm mà mình mới liệt kê ra đó, thì bạn có thể nhận biết được là cái pool nào là tốt, pool nào là chưa tốt ha. Đó thì mình cũng chia sẻ luôn, sắp tới mình sẽ support cái Achiapool các bạn. Mình đã nhận lời mình support cái team đó này ha. Tất nhiên là cái pool nào á, giai đoạn đầu nó cũng sẽ có những khó khăn ha. Quan trọng là cái quá trình phát triển như thế nào thôi. Ngay cả thằng Apple, thằng Google á, những sản phẩm đầu tiên nó ra mắt á đều lỗi rất nhiều các bạn. Đó, quan trọng là cái chuyện mà service, lắng nghe người dùng và tiếp thu ý kiến, phát triển, sửa lỗi như sao đó. Đó là cái quá trình, cái quan trọng là cái đó ha. Rồi, đó là những cái chia sẻ của mình về cái bài làm như thế nào là một cái pool tốt ha. Đó. Ok ha. Thì quảng cáo xíu ha. Đây nè, nhớ mọi người, đây là cái group mình mới tạo ha. Group này bàn về ví dụ như là đào chia nè, hoặc là biên tập video nè, những cái mà mình đã từng làm á, và những cái chủ đề về công nghệ khác ha, không chỉ là những cái việc đào chia không đó. Và group này không có bản đồ gì ha. Đó, mình không cho phép là bản đồ trong đây đó ha. Rồi ok ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha. Video đến đây là ok rồi. Nếu mà bạn thấy cái video này có đó, nhớ like và comment ha. Rồi nếu được thì share, subscribe, ủng hộ cho channel ha. Nếu mà được hơn á thì các bạn có thể donate cho mình, nếu mà để mà cảm ơn cái ghi nhận cái công lao để mà mình làm video. làm một cái video các bạn không có phải đơn giản đâu ha. Là nhiều khi một cái video 5 phút á, mình phải bỏ công ra tới cả ngày để mà ví dụ như là tìm tài liệu nè, search trên Google hoặc là hỏi mọi người về cái chủ đề đó. Nhiều khi mình phải đọc tới mười mấy chục cái trang bài viết về cái đó để mà có đầy đủ thông tin chính xác nhất để mà truyền tải lại cho bạn. Rồi sau đó mình lên kịch bản quay nè, rồi mình quay setup đèn đóm, rồi máy quay, ánh sáng, âm thanh đó, rồi mình quay video, quay đi quay lại mấy lần á mới xong. Rồi sau đó là mình sẽ dựng, đưa vô máy hậu kỳ dựng lên, rồi cũng phải có máy móc để mà dựng video nữa ha. Đó, thì nhiều khi một cái video có 5 phút rồi mà phải cái công sức bỏ ra tới nhiều khi phải cả ngày các bạn ha. Đó, thì lúc mà bạn coi video của mình á thì giống như là mình truyền cái phần công lực mà mình nghiên cứu cả ngày cho các bạn. Bạn chỉ việc coi cái video đó 5-10 phút thôi, đó là coi như bằng cái phần công lực mà mình nghiên cứu cả ngày đấy ha. Đó, thì nếu mà bạn thấy những cái video mình á làm á giúp bạn tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc thì bạn có thể donate cho mình ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.